Mình là vợ làm kia đây. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn cái gọi là một cái đèn ngủ có hình con mèo Hello Kitty, thật là đáng yêu. Con mèo này rất tiện dụng nha các bạn. Vừa có thể để trang trí phòng ngủ của mình, các bạn lại còn có thể làm cho nó sáng lên lúc mà mình đi ngủ để cho mình đỡ sợ. Chú mèo Hello Kitty của mình rất là đáng yêu đúng không các bạn? Chú có hai cái tai nè, một bên tai thì có đỗ nơ nè, nơ màu hồng luôn, còn bên tai kia thì không có cái gì hết trơn á. Chú có một cái mũi, hai cái mắt tròn xoe luôn, và mỗi bên là có ba cái ria. Chiếc váy của bé mèo Hello Kitty có màu hồng, có những ngôi sao, và ở đây thì thắt một cái nơ màu xanh. Mèo Hello Kitty đã được mèo Hello Kitty là một trong những cái đồ dùng của bạn gái rất là yêu thích đúng không các bạn? Đây chính là cái chỗ mà mình cắm vô điện đó các bạn. Còn đây mình bật lên bật xuống ở chỗ con cái gạt này này, để mình bật lên bật xuống rất là tiện lợi. Các bạn hãy vào trang web của mình để xem được một số video mình giới thiệu nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.